Xin chào mừng toàn thể các anh em đồng chí đến với kênh Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những ký ức lịch sử, những trận đánh hào hùng và những chiến công vang dội của quân và dân ta trong những năm tháng đánh giặc ngoại xâm xâm lược của dân tộc. Với giọng kể gần gũi và thân thuộc với giới trẻ, anh em xem là thích, click là nghiền. Với những ai am hiểu về cuộc chiến chống Mỹ xâm lược của quân và dân ta thì chắc hẳn đã nghe qua chiến thuật trực thăng vận của quân đội Mỹ. Chúng có thể đưa binh lính đến những vùng giao tranh với tốc độ trên 200 km/h, đông tây nam bắc, thích bay đến đâu thì đến mà không bị địa hình đồi núi cản trở, độ cơ giới hóa rất cao. Chỉ vào đâu là trực thăng bay đến đó, đổ quân vô cùng nhanh chóng. Trong khi quân ta chỉ có sức người và đôi căng hải chạy bộ đến chiến trường. Ấy vậy mà ta đã có những trận đánh anh dũng, sáng tạo đến mức làm cho Mỹ phải phá sản chiến thuật này. Điểm mặt đặt tên đã có những trận quân ta làm gỏi tới 13 chiếc trực thăng của Mỹ, khiến phi công của chúng phải khóc thét trong buồng lái. Vậy những chiến sĩ anh hùng ấy là ai? Xin mời các đồng chí hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của Hồi ức Thời chiến nhé! Sau Mậu Thân năm 1968, các cơ sở cách mạng của ta ở đồng bằng và đô thị đều bị vỡ. Quân Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa nắm thế chủ động trên chiến trường, tích cực phản công. Với chiến thuật trực thăng vận, quân địch đã làm mưa làm gió trên chiến trường. Thời gian đầu, có nhiều bỡ ngỡ với chiến thuật trực thăng vận mới này của Mỹ. Quân ta chịu không ít tổn thất. Sau đó, bằng sự mưu trí, quân giải phóng Việt Nam dần phát triển những kinh nghiệm chiến thuật mới nhằm đánh bại kế hoạch này. Quân ta thường xuyên sử dụng chiến thuật du kích truyền thống. Món ăn khoái khẩu của ta là ẩn nấp dưới hầm hoặc tán cây. Kiên nhẫn, đợi trực thăng của Mỹ xả thấp xuống, đổi quân thì mới đánh. Các trọng liên pháo phòng không DSHK 12,7 ly và KPV 14,5 ly là cơn ác mộng đối với trực thăng của Mỹ. Bởi đây là loại vũ khí gọn nhẹ, rẻ tiền và dễ ngụy trang. Một trong những trận đánh táo bạo và thành công nhất của ta là áp dụng chiến thuật này, đó là trận Dễ Cô Pung, và nhân vật chính của chúng ta đó là anh hùng Đặng Thọ Chuột. Ngày 23 tháng 7 năm 1970, đồng chí Chuột cùng khẩu đội của mình được lệnh rút về hậu cứ để chuẩn bị đánh lớn tại Cốc Bai. Tình báo của ta có tin về là Mỹ sẽ đổ quân lên Dễ Cô Pung nhằm đánh phá phía sau hậu phương của sư đoàn 324. Tình báo của ta thì giỏi lắm, tin chắc nên khẩu đội 1 của đồng chí Chuột được lệnh lên đỉnh Dễ Cô Pung đào trận địa, chuẩn bị đón máy bay của địch đổ bộ. Nhìn từ phía tây hoặc phía đông, Dễ Cô Pung như một con trâu lớn. Dễ Cô Pung như một con trâu sừng sững phía bắc, có mỏm cao 1650, phía nam có mỏm cao 1478. Nối hai mỏm này là một yên ngựa thoai thoải dốc hai bên như lưng trâu. Ở đây, trước kia Pháp trồng rất nhiều chè, có những cây chè cổ thụ một người ôm không xuể nên còn gọi là dốc chè. Quân Mỹ giải chất độc hóa học nên rừng chỉ còn những cây lúp xúp, các cây lớn cổ thụ đều đau đớn chết đứng, gãy cành, gãy ngọn hết cả. Đại đội trưởng Nguyễn Thanh Phàn và khẩu đội quyết định đào ba trận địa, một trận địa ở mỏm phía bắc, một trận địa ở mỏm phía nam, trận địa còn lại ở yên ngựa khoảng giữa hai điểm cao. Là những người thợ săn trực thăng khét tiếng nên các đồng chí có rất nhiều kinh nghiệm, đào hầm hào và bố trí hỏa lực rất kỹ, đảm bảo mật độ hỏa lực dày, đều đặn và tập trung. Đại đội trưởng Phàn quyết định trận địa chính đặt ở yên ngựa khoảng giữa hai điểm cao, chỉ để lại 8 người, trong đó đồng chí Chuột là xạ thủ số 1. Có một con suối gần đấy, ta lợi dụng đào hầm bếp Hoàng Cầm nấu cơm mang lên trận địa. Bếp trưởng tuyên bố: "Các đồng chí cứ yên tâm mà bắn, tôi bơm thực lên cho, không sót bữa nào." Đến ngày 29 tháng 7, trận địa pháo 155 ly của địch ở Phú Bài và Đồng Lâm bắn cấp tập nhiều loạt lên đỉnh núi và dọc theo yên ngựa của Dễ Cô Pung, pháo nổ rầm rầm từng đợt. Quân ta gọi đó là pháo bầy vì mỗi lần bắn, trận địa pháo của địch có tới 27 khẩu 155 ly đều đồng loạt nổ súng. Đồng chí Toàn vừa nấp trong hầm vừa nói với đồng đội: "Đúng là hỏa lực của Mỹ, chắc thể nào nó cũng đổ bộ. Chúng nó đang dọn bãi đây mà." Từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 29 tháng 7 năm 1970, địch liên tục dùng máy bay phản lực F-4H bổ nhào ném bom nhiều đợt xuống điểm cao 1478 và các khu vực lân cận nhằm giải phóng mặt bằng, ủi bãi cho quân đổ bộ. Nhiều chiếc phản lực khi bổ nhào truyền qua trận địa của ta, phơi bụng trắng xóa làm các xạ thủ nhìn thèm rò rãi. Nếu nổ súng dứt khoát, nó sẽ rơi tại chỗ chứ không ở đó mà ném bom gì hết. Nhưng quân ta quyết định giữ bí mật chờ đánh quân đổ bộ, thả con san sắt, bắt con cá rô. 13 giờ cùng ngày, từ sân bay Phú Bài, ba chiếc trực thăng vũ trang AH-1G bay lên bắn xối xả vào chung quanh điểm cao 1478, rồi chậm chạp bay lượn vòng. Sau đó, một chiếc máy bay trực thăng chở quân HU-1B bay lên và hạ cánh xuống điểm cao 1478 để trinh sát trận địa. Đồng chí Chuột cùng cả đội ngồi tim guốc và nhận định dứt khoát địch sẽ đổ bộ xuống điểm cao 1478. Không trượt đi đâu được, buổi tối, anh bếp trưởng đưa cơm lên, đồng chí Toàn quán triệt tình hình và yêu cầu chuẩn bị cơm sáng thật sớm, kèm mỗi người hai nắm cơm to để ăn trưa và chiều, sẵn sàng chiến đấu. Do trận địa của ta ngụy trang khéo và kỹ, trực thăng của địch không phát hiện được. Khoảng 10 giờ từ hướng sân bay Phú Bài, một đoàn trực thăng HU-1B có máy bay trực thăng vũ trang bảo vệ bay lên Dãy Cô Pung. Đúng như ta phán đoán, địch đổ bộ xuống 1478. Sau những giờ phút hội ý cân não,
Ta quyết định để cho chúng đổ bộ từ 3 đến 5 chiếc rồi mới bắn. Vì như vậy, địch buộc phải đổ hết quân, ứng cứu lẫn nhau, không dám dùng pháo bầy, máy bay phản lực ném bom ta được. Đồng chí Toàn dặn, cứ như các trận trước, lúc nào chuột thấy ngon nhất thì bắn nhá. Lúc ấy, tiếng trực thăng của địch vần vũ trên đỉnh núi ngày càng to, chiếc thứ 2 rồi chiếc thứ 3. Xạ thủ chuột vẫn kiên nhẫn cho chúng đổ thêm quân nữa, được 4 chiếc rồi. Quan sát thời cơ chín muồi, trực thăng của địch nối đuôi nhau chậm chậm hạ xuống, rồi liên tiếp đổ thêm quân. Đồng chí chuột kéo cò, nổ súng dứt khoát. Loạt điểm xạ thủ ban đầu khét lẹt, 30 đạn 12 ly 7 bắn trúng một chiếc UH-1, đạn bay thẳng vào thân chiếc trực thăng, khiến nó loạng choạng rồi rơi ụt xuống đất, kéo theo những tiếng nổ ầm và tiếng la thất thanh của tên sĩ quan chỉ huy. Liên tiếp sau đó, đồng chí chuột lại bắn điểm xạ 3 viên 1, khiến chúng không kịp trở tay. Chỉ trong khoảng 10 phút đầu, 5 chiếc máy bay bị bắn rơi tại chỗ. Bị bất ngờ, chúng lồng lộn gọi quân tiếp viện. Dường như địch đang cố gắng thực hiện kế hoạch đổ quân một cách hoảng loạn. Dưới đất đã có một phần lực lượng, không thể đổ quân nửa chừng. Từng tốp lại xả xuống, cánh quay giặt gió bụi lầm. Có chiếc chỉ vừa kịp cất cánh lên thì bị dính đạn. Mỗi lúc lại thêm nhiều máy bay của địch bị bắn hạ. Bỗng dưng súng 12 ly 7 bị gãy zip tiếp đạn, không thể chữa được. Lúc này địch vẫn tiếp tục đổ quân, tổng cộng khoảng 50 chiếc UH-1, quân số khoảng một tiểu đoàn. Chuột và đồng đội cử hai người đi báo cáo với chỉ huy trung đoàn bộ binh 1 và tổ chức trận địa mai phục chờ địch đến đánh. Khi hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, đồng chí Chuột kể lại, mỗi lần tôi bắn một điểm xạ, anh Thành và anh Toàn lại lấy cành lá khua khua ở trên hộp tiếp đạn để khói tản ra, không lộ vị trí. Anh Toàn nói, đứng bắn liên tục, khói nhiều, địch nó biết đấy. Bị tấn công bất ngờ, địch bắn lung tung vào các điểm, chúng nó nghi là có quân giải phóng. Nhiều quả hỏa tiễn bắn trúng ngay trên mép ngoài công sự của chúng tôi, nhưng không quả nào trúng trận địa. Chúng tôi kiểm lại, thấy 3 thùng đạn 150 viên, chỉ còn 25 viên. Như vậy, số đạn đã bắn đi là 125 viên. Vì chưa có lệnh rút của cấp trên, nên chúng tôi vẫn phải ở lại trận địa tổ chức canh gác, sẵn sàng chiến đấu. Khoảng 2 giờ chiều, Hùng trực gác ở trong công sự cú xuống bảo, có địch đấy. Địch đã ở cách trận địa khoảng 50m, nhưng vì trước trận địa của chúng tôi rải rất nhiều cành khô làm chướng ngại vật, nên chúng di chuyển khó khăn. Và lại, đây là yên ngựa, hai bên sườn dốc, nên địch chỉ đi được hàng 2, anh Toàn nói nhỏ. Các cậu chuẩn bị, lúc nào tớ nổ súng thì bắn theo nhé. Thành và Hùng ra phía cửa phụ của hầm chữ A, Chuột ở lại công sự với mình, chờ địch vào gần khoảng 15m, anh Toàn nổ súng. Tôi, Thành, Hùng đều bắn theo. Mấy tên địch đi đầu bị ngã xuống như chuối đổ. Một lát sau, chúng tổ chức phản công. Khi súng hết đạn, chúng tôi ném lựu đạn về phía địch. Vì trận địa của chúng tôi ở thế cao hơn nên địch phải phản công rất khó khăn. Lúc sắp hết đạn, anh Toàn bảo tôi tháo súng 12 ly 7, lắp bộ phận khóa nòng ra chuẩn bị rút. Khi hết đạn, lựu đạn cũng chẳng còn, chúng tôi nhặt mấy hòn đá ném về phía địch để hù chúng sợ. Tưởng lựu đạn phải nằm xuống rồi nhảy ra khỏi công sự rút về phía sau, địch vẫn bắn theo, đạn bay vèo vèo. Mãi đến chiều tối, anh em chúng tôi mới về đến hậu cứ. Có đồng chí lạc trong rừng, hôm sau mới tìm được. Đồng chí Hùng liên lạc mang lệnh rút quân lên cho chúng tôi nhưng bị hy sinh dọc đường. Anh là con liệt sĩ, quê Nam Đàn, Nghệ An. Khi cả đội rút được về hậu cứ thì mới nhận được tin. Vừa rồi, ta bắt được đài kỹ thuật của địch báo cáo lên cấp trên. Sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ đã tổ chức đổ bộ lên Koh Phong, bị quân giải phóng bắn rơi tại chỗ 13 máy bay, bị thương 11 máy bay và bị quân giải phóng phản kích giết 25 người. Đó là chưa kể, số lính bị chết trong máy bay. Cả đội vui mừng vì chiến công lừng lẫy vừa đạt được, kiên nhẫn nằm chờ bao lâu, trụ được sau bao loạt đạn pháo của địch. Cuối cùng đã bắn rơi tới 13 chiếc trực thăng của Mỹ. Kế hoạch trực thăng vận của Mỹ sau cùng đúng là đi vào lòng đất. Chỉ cần gặp một trận địa phục kích của quân giải phóng là toa ngay. Trung úy Kenmore, phi công trực thăng của sư đoàn kỵ binh không vận số 1 kể, những chuyến bay lên vùng 3 biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào là rất kinh khủng. Đối phương lúc này ngoài súng phòng không 12,7mm thì họ còn có tên lửa vác vai để tránh bị hỏa lực của họ. Chúng tôi thường phải bay thật cao, nhưng lúc xuống, trực thăng không thể nào xuống nhanh như những loại máy bay khác, và thế là dính đạn. Có lần, hạ cánh ở sân bay Pleiku, tôi đếm được 14 vết đạn trên thân máy bay. May mà không trúng những bộ phận hiểm yếu khác, nếu không, cả đoàn đã đi cả rồi. Tổng cộng, trong chiến tranh ở Việt Nam, đã có hơn 5.600 trực thăng trong biên chế của quân đội Mỹ và hơn 1.000 trực thăng trong biên chế của quân đội Sài Gòn đã bị bắn hạ. Trận ta diệt 13 chiếc trực thăng tại dãy Koh Phong là một trong những trận đánh vang dội, thể hiện bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ và sự mưu trí, táo bạo của quân dân ta. Khép lại chiến công này cũng là hồi kết video ngày hôm nay của Hồi ức Thời Chiến. Nếu thấy nó hay, xin mời anh em đồng chí hãy cùng bấm like và chuông thông báo để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những video lần sau.